Zanbi là học sinh nổi tiếng về học dốt, một bài toán đơn giản cũng không làm được, ngồi trong lớp chẳng bao giờ tập trung học hành, chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, về đến nhà chỉ chăm chăm xem điện thoại, xem có anh đẹp trai nào nhắn tin tán tỉnh hay không. Người mẹ thắc mắc không biết cô giống ai mà ngu thế, luôn tục kêu ca cằn nhằn chuyện con gái học dốt. Zanbi giận dỗi đến quán hát giải sầu, cô chỉ ước mình có thể biến mất khỏi thế giới này. Rất nhanh đã đến kỳ thi tốt nghiệp, vậy mà ông trời lại không ủng hộ, Zanbi hậu đậu đến mức quên cả cầm ô, sao lại thê thảm như vậy chứ? Cô mà đen số 1 thì không ai dám nhận số 2, Zanbi nhất thời không muốn đi thi nữa, chỉ mong trái đất nổ tung, để thời gian ngừng trôi. Ở một diễn biến khác, hoàng cung này đang tổ chức lễ cầu mưa, hoàng thượng dùng long bào của mình làm lễ tế, hy vọng long vương ban mưa xuống cứu đất nước. Lúc này cô đi đến một vũng nước nhỏ, Zanbi nhìn thấy vũng nước có điều kỳ lạ, liền thò một chân xuống đó để thăm dò, phát hiện bên dưới nó sâu một cách bất thường, cô muốn nhảy xuống đó để trốn thi tốt nghiệp. Không ngờ vũng nước này lại vô cùng mờ ảo, trong phút chốc đưa cô đến thời cổ đại, nhìn thấy vị thần ăn mặc lạ thường, khiến bá quan trong triều vô cùng sửng sốt, đã vậy trên tay còn cầm bảo bối kỳ lạ. Zanbi còn tưởng nơi này đang đóng phim cổ trang, đột nhiên cô thấy tên thái giám giống thầy giáo của mình, liền cất tiếng gọi thầy giáo đến cứu mình, đám quân lính liền vung cây kiếm thẳng vào mặt cô. Lúc này một người cất tiếng xin vị thần ban mưa, Zanbi còn chưa kịp hiểu gì, đột nhiên cô nhớ lại cảnh phim tối qua, vội vàng bắt chước cất cao giọng hô mưa gọi gió, các đại thần tưởng thần lập tức chồng mông xuống vái lại. Zanbi nhân cơ hội đó vội vàng chuẩn lệ, cô ăn cắp bộ đồ thái giám khoác lên người, đúng lúc gặp đoàn người mặc trang phục giống mình, trà trộn vào đám người đó đi đến chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng tức giận muốn tên bắt thái giám giả mạo, thề rằng sẽ móc mắt hắn ta cho bõ tức. Zanbi nghe thấy muốn rớt tim ra ngoài, cô sợ hãi vội vàng chuồn ra sau, nhìn thấy chiếc điện thoại mình vừa đánh rơi, cô liều mạng đến lấy liền bị bắt tại trận. Thị vệ đưa cô đến trước tòa thành cao, để cô nhìn thấy đất nước 3 năm hạn hán, lúc này cô mới tin mình đã ở thế giới khác. Hoàng thượng rút cây gươm dài 3 mét ra tra hỏi, còn sai người lục soát lấy đi chiếc điện thoại. Hoàng thượng vô cùng hứng thú với hạt mưa trên hình nền, Zanbi sợ hãi vội giải thích, đó chỉ là ứng dụng dự báo thời tiết. Cô càng nói càng khiến hoàng thượng khó hiểu, hoàng thượng liền rút thanh kiếm dài 3 mét ra, định chặt một cánh tay cho bớt giận. Zanbi chợt nhớ hoàng thượng này dốt toán, liền nói mình là giáo sư toán học, đúng lúc trong triều có một bài toán khó, tất cả trạng nguyên trong nước đều không giải được. Zanbi vừa nhìn đã nhận ra định lý Pythagore, mặc dù cô là học sinh dốt toán, nhưng kiến thức cấp 2 này cô vẫn còn nhớ, nên chỉ mất vài đường quyền nhỏ, đã giải xong đề toán trình độ quốc gia, làm cho hoàng thượng hết sức kinh ngạc, không lẽ đây chính là nhân tài trong truyền thuyết? Chắc chắn người này sẽ giúp ích cho đất nước, từ giờ phải ở lại dạy toán cho nhà vua, cho đến khi trời đổ mưa mới được thả tự do. Zanbi không muốn vì thật ra cô rất ngu toán, nhưng biết đâu ở đây lại trở thành giáo sư thì sao? Chả mấy chốc cô đã khoác lên người bộ đồ thái giám, trở thành một thái giám pha ke chính hiệu. Cô được dạy tất cả các lễ nghi ở trong cung. Ngày đầu tiên Zanbi làm gia sư cho hoàng thượng, thấy hoàng thượng không biết một chữ số Ả Rập nào cả, cô liền dạy chữ số cho hoàng thượng, bắt đầu tính toán cộng trừ trong phạm vi 10, sau đó nâng cấp lên đề khó hơn. Nhưng hoàng thượng có vẻ không thông minh lắm, nên câu trả lời nào cũng bị gạch chéo. Sáng sớm gà vừa cất tiếng gáy, Zanbi lập tức lên đồ đi dạy học, ngày nào cũng phải truyền đạt kiến thức. Đến chiều muộn cô mới được về phòng, cô định lấy cái bánh cuối cùng ra đánh chén, nhưng nó đã biến mất không một dấu vết, thì ra hoàng thượng chính là thủ phạm. Hoàng thượng thấy nó giống bom liền mang đi đốt. Hôm sau hoàng thượng lại lấy trộm bút màu của Zanbi, viết bảng cửu chương vào lòng bàn tay, tranh thủ học thuộc ở mọi lúc mọi nơi. Rất nhanh đã đến ngày làm bài kiểm tra, thị vệ chịu trách nhiệm phần nhạc nền, ai không thuộc bảng cửu chương sẽ bị phạt. Hoàng thượng vừa đọc được mấy câu đã lẫn, Zanbi theo thói quen tát cho hoàng thượng một phát, thị vệ trực tiếp vung kiếm vào mặt Zanbi, may mà hoàng thượng đã kìm nén cơn giận vào lòng, tha cho Zanbi một mạng. Hoàng thượng liên tục trả lời sai, đợi mãi mới bắt lỗi được Zanbi. Hoàng thượng rút kiếm ra định chặt một tay của cô, đột nhiên bên ngoài có tiếng của hoàng hậu, nên Zanbi may mắn thoát được lần nữa. Cô nhìn thấy khuôn mặt của hoàng hậu rất quen thuộc, giống hệt cô bạn thân của mình thời hiện đại. Lẽ nào bạn thân cũng xuyên không giống mình? Đến giờ hoàng thượng ngự thiện, Zanbi bên cạnh bụng cứ đánh trống liên hồi. Hoàng thượng thấy vậy cho mọi người ra ngoài, tự tay dùng thức ăn để chọc tức Zanbi. Lúc này hoàng thượng vẫn chưa biết cô là con gái, mà chỉ coi cô là tên thái giám mèo lả. Zanbi tức giận muốn trả đũa, cô kéo hoàng thượng đến ngự thiện phòng, rồi lấy hộp to Boki siêu ngon ra, vừa đổ nước vào hương thơm đã lan tỏa khắp phòng. Sau đó Zanbi thưởng thức một cách ngon lành, cô còn hào phóng bón cho hoàng thượng một miếng, anh không thể cưỡng nổi trước mùi vị thơm ngon này, trong nháy mắt đã chén sạch hộp to Boki. Hôm sau hoàng thượng liền bị Tào Tháo đuổi, bụng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Zanbi nhân cơ hội bổ sung kiến thức về y học, nói thức ăn được tiêu thụ bởi dạ dày, còn quả tim trong ngực luôn luôn đập. Hoàng thượng sờ lên ngực nhưng không thấy gì, liền muốn sờ thử ngực của thái giám, khiến Zanbi sợ hãi bắn sang một bên. Hoàng thượng thấy vậy liền dẫn cô đến ngự y phòng.
Thấy các ngự y đang nghiên cứu, Gian Bi liền dùng kiến thức sinh học yếu kém của mình dạy cho ngự y về kết cấu cơ thể người. Ngự y vô cùng khâm phục trước tên thái giám này, ngoài ra cô còn giảng dạy thêm về tự nhiên, cùng hoàng thượng đi trải nghiệm thực tế, hai người còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Những lời cô dạy đều được viết thành sách, cho lưu truyền khắp vương quốc, hoàng thượng còn tặng cho mỗi người một quả quýt, Gian Bi tất nhiên là cũng có phần, quả quýt đó trong nháy mắt đã còn mỗi cái nịt, không ngờ phần thưởng vua ban mà cô cũng ăn, liền quay sang trách mắng Gian Bi, cô không những không phục còn cãi lại hoàng thượng tức giận bắt cô đi nhặt bóng cho mình, anh vừa sút bóng vừa mắng mỏ Gian Bi mệt mỏi đi nhặt bóng. Cô muốn chọc tức hoàng thượng nên ôm bóng chạy đi, hoàng thượng thấy vậy liền đuổi theo cô, hai người bất cẩn ôm lấy nhau rồi ngã lăn ra đất. Hoàng thượng vô tình chạm vào người Gian Bi, liền cảm thấy có gì đó sai sai, may mà cô nhanh trí lôi quả quýt trong người ra, để tránh bầu không khí bị gượng gạo. Hoàng thượng vội lảng sang chuyện khác, anh trở về khoác lên người bộ trang phục thường dân. Hoàng thương đang soi gương thì cảm thấy có điểm, anh cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch, làm anh nhớ lại lời thái giám pha ke nói, nếu hoàng thượng yêu ai thì trái tim sẽ đập mạnh hơn. Lúc này tể tướng đưa cho cung nữ lọ thuốc tình cảm, bảo hoàng hậu hãy cho nó vào thức ăn của hoàng thượng, để con gái mình sớm có thai rồng để nối ngôi. Cung nữ làm theo lời dặn dò của tể tướng, không ngờ hoàng thượng lại cho Gian Bi ăn, một mình cô đánh chén hết của ngon vật lạ trên bàn, ăn xong cô lại dạy toán cho hoàng thượng, hết giờ học hoàng hậu liền tìm đến, cô muốn chơi trò xếp hình với hoàng thượng, không ngờ hoàng thượng lại chẳng có chút cảm hứng nào. Đột nhiên Gian Bi mặt đỏ bừng bừng bước ra, vừa đến chỗ hoàng thượng thì ngã lăn ra đất, hoàng hậu nhận ra cái cú ra về, lúc này Gian Bi mất hết ý thức, mồm miệng phun ra toàn lời nhảm nhí, hoàng thượng chỉ biết bịt miệng không cho thái giám nói nữa, Gian Bi rất nhanh đã lăn quay ra ngủ. Cả đêm đó hoàng ngồi canh chừng cho cô, khi tỉnh dậy Gian Bi không nhớ mình đã làm gì, vội vàng xin lỗi mong hoàng thượng tha thứ, may mà anh không trách phạt cô, anh không những không giận mà còn đưa cô về nhà trọ, hoàng thượng nói từ nay sẽ coi cô như bạn thân. Câu nói làm cho Gian Bi sướng không chịu được, cứ nghĩ ngày tháng sau này sẽ được bình an, thì các đại thần lại gây khó dễ, bởi vì không đem mưa đến, nên cho rằng cô là tà ma ngoại đạo. Ban đêm tể tướng cho người đến bắt Gian Bi, áp giải cô đến pháp trường, gắn cho cô tội danh quyến rũ hoàng thượng, yêu cầu dùng ngũ mã phanh thây để xử lý. Hoàng thượng không đồng tình với cáo trạng này, liền sai thị vệ mang thánh chỉ đến cứu Gian Bi, còn cho cô thêm thời gian nửa tháng, để cô có thể chứng minh bản thân. Tể tướng bắt cô phải tính được thời gian, mà không phải dùng đến ánh sáng mặt trời, vì thời đại này chỉ biết dùng mặt trời để xác định. Đối với người học dốt như Gian Bi, thì quả là quá sức rồi, cô chỉ biết nhờ thị vệ giúp sức, chế tạo ra bộ dụng cụ đo lượng mưa, cô còn lôi sách ra tính toán, đến nỗi ngủ quên trên đống sách, hoàng thượng đến thăm lúc nào cũng không biết. Bên này hoàng thượng cũng không được ở cạnh thái giám nữa, chỉ biết nhớ lại khoảnh khắc ở bên cô, rảnh rỗi lại ra chơi bóng một mình. Gian Bi chăm chỉ nên tiến bộ rất nhanh, chả mấy đã tính được ngày nào sẽ có mưa. Hoàng thượng đang nằm trên đất thì một hạt mưa rơi xuống, Gian Bi chợt nhớ lại giao ước với hoàng thượng, khi nào có mưa cô sẽ phải rời khỏi đây. Hoàng thượng nhanh chóng chạy đến chỗ Gian Bi, vì anh không nỡ để cô rời đi. Bên này Gian Bi đến trước một vũng nước, cô thò một chân xuống vũng nước trước, nhưng sau đó lại thấy do dự, cô không nỡ rời khỏi nơi này. Lúc này hoàng thượng đã chạy đến nơi cô ở, anh cẩn thận cầm bản vẽ của cô lên xem, cứ ngỡ cô đã rời khỏi thế giới này rồi. May mà cô quay lại kiểm tra bộ dụng cụ lần nữa, thấy hoàng thượng chạy đến bên mình, cô thú nhận ở tương lai mình học rất dốt, không hề tài giỏi như hoàng thượng nghĩ, cô đã cố gắng hết sức rồi. Hoàng thượng xúc động ôm chầm lấy cô, muốn cô ở lại thế giới này, thế nhưng cơn mưa trong phút chốc đã tạnh, mặt đất trở lại khô cằn, đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với nguy hiểm. Tể tướng muốn diệt cỏ tận gốc nên đã sai người trừ khử cô, hoàng thượng đoán được nên sai thị vệ đưa cô đi. Không ngờ thị vệ lại là tay sai của tể tướng, trực tiếp kề lưỡi kiếm vào cổ Gian Bi. Bên này hoàng hậu lén lút vào phòng hoàng thượng, thấy hoàng thượng cất giữ món quà của Gian Bi, làm cho máu ghen trong lòng cô nổi lên. Thị vệ định trừ khử Gian Bi, nhưng anh cảm thấy Gian Bi là người lương thiện, nên không nỡ ra tay sát hại. Đột nhiên thị vệ rút kiếm đâm một nhát, hóa ra anh đâm tên thích khách phía sau. Lúc này có rất nhiều thích khách đuổi đến, thị vệ cho cô cưỡi lên con ngựa để chạy trước, còn mình ở lại giữ chân kẻ địch. Thị vệ võ công cao cường, nháy mắt đã đánh bại hết lũ thích khách. Nhưng mà Gian Bi không biết cưỡi ngựa, đột nhiên cô nhớ đến bài Gangnam Style, trong đó có điệu nhảy cưỡi ngựa, không ngờ nó lại có tác dụng trong trường hợp này. Thì ra cưỡi ngựa nó đơn giản đến vậy, đến một ngã ba cô không biết phải chọn đường nào, đột nhiên nhớ ra thầy giáo dạy dùng mặt trời để xác định. Lúc này hoàng hậu chạy đi tìm thị vệ, vì cô từ lâu cô đã yêu thầm anh ấy, nhìn thấy thị vệ bình an trở về, cô mới cảm thấy yên tâm, hai người từ nhỏ đã có rất nhiều kỷ niệm. Cha cô là tể tướng có âm mưu xấu, nên đã ép cô thành thân với hoàng thượng, thị vệ không nỡ để hoàng hậu đi bộ,
nên đã vác cô trên vai rồi trở cung. Gian Bi một mình cưỡi ngựa đến bờ biển, một mình ngắm ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Không ngờ hoàng thượng cũng cưỡi ngựa đến đây, hai người ôm nhau đắm đuối dưới ánh hoàng hôn. Bên này thị vệ đưa hoàng hậu về nhà mình, vào trong nhà cô tìm thấy chú chim làm bằng gỗ. Đó là thứ cô tặng cho thị vệ lúc còn nhỏ, không ngờ đến giờ anh vẫn giữ nó. Đột nhiên cô phát hiện trên áo mình có máu, thì ra thị vệ trong lúc đánh nhau không may bị thương. Hoàng hậu cẩn thận băng bó cho thị vệ. Tối đó hoàng thượng cùng Gian Bi đốt lửa bên bờ biển. Gian Bi kể về cuộc sống hiện đại cho hoàng thượng, nơi đó có rất nhiều thứ hiện đại. Cô còn lấy điện thoại của mình ra cho hoàng thượng xem trái đất từ trên cao. Chưa ngắm được gì thì điện thoại đã hết pin, nên họ đành ngẩng đầu lên trời ngắm nhìn trăng sao. Hoàng thượng nói muốn sáng tạo chữ viết mới, điều này làm Gian Bi nhớ đến điều gì đó. Cô rút tựa tiền giấy trong túi áo ra, hóa ra đây chính là vị vua được in trên tờ tiền. Gian Bi trông thấy thì ngu người luôn rồi, không ngờ mình lại yêu người vĩ đại đến vậy. Cô đắm đuối nhìn hoàng thượng không chớp mắt. Lúc này thị vệ đang chiên gà cả con để cho hoàng hậu giải quyết cơn đói. Ăn xong cô liền vẽ lại bầu trời đêm nay. Thị vệ nhìn thấy bức tranh vô cùng vui vẻ. Hôm sau hai người thức dậy từ rất sớm, lúc Gian Bi đi tới một vũng nước để rửa mặt, đám rêu xanh giúp cô nảy ra ý tưởng, vội vàng về hoàng cung để chỉnh sửa công trình vĩ đại. Thì ra trong chậu nước có nhiều rong rêu nên tốc độ chảy của nước trở nên không đều. Cuối cùng dụng cụ tính thời gian bằng nước đã thành công, giải quyết việc xem giờ vào những ngày nhiều mây. Việc này khiến tể tướng không thể buộc tội cô được nữa. Gian Bi tiếp tục việc dạy toán cho hoàng thượng, ngoài ra cô còn dạy thêm về địa lý, chỉ cho hoàng thượng biết các hành tinh trong hệ mặt trời. Trong lúc Gian Bi đang say sưa giảng bài thì hoàng thượng lại ngồi vẽ chân dung của cô. Một hôm Gian Bi cầm hộp mì tôm xuống bếp, cô sững sờ khi thấy hoàng hậu đang ăn vụng. Gian Bi nhiệt tình mời cô ăn mì từ tương lai, nhờ đó quan hệ của hai người đã thân thiết hơn. Gian Bi nói hoàng hậu rất giống bạn của mình. Hoàng hậu nghe xong có hơi giật mình, quả thật cô cũng có cảm giác ấy. Tối đó hai người trò chuyện với nhau rất nhiều. Hôm sau hoàng hậu tiến cử cho Gian Bi vào cung, không để cho cô làm thái giám pha ke nữa. Việc này làm Gian Bi vô cùng bất ngờ. Bây giờ cô mới chỉ 18 tuổi, không muốn kết hôn cùng hoàng thượng nên muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng nơi đây là hoàng cung, cô làm sao có thể nói trốn là trốn ngay được. Chưa trốn được bao lâu thì hoàng thượng đã tìm thấy. May mà hoàng thượng tôn trọng quyết định của cô nên không ép buộc cô động phòng. Đêm đó hai người ngăn phòng ra để ngủ, nhưng họ không thể nào chợp mắt được. Hoàng thượng kể chuyện của thái hậu cho cô nghe, việc này khiến Gian Bi nhớ đến mẹ mình. Hôm sau hoàng hậu đưa cô đi gặp thái hậu. Đến nơi Gian Bi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ thái hậu lại giống hệt mẹ mình. Cô liền cất tiếng gọi mẹ, thậm chí còn òa lên khóc nức nở. Thái hậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ra sức dỗ dành Gian Bi, nhưng càng khiến Gian Bi khóc to hơn. Lúc này cô mới nhận ra tình mẹ sâu thẳm nhường nào. Cuộc gặp gỡ khiến Gian Bi muốn trở về hiện tại. Hoàng thượng biết chuyện liền an ủi Gian Bi, bảo cô có thể đưa mẹ đến đây sống cùng. Anh không biết rằng hai ta không cùng một thế giới. Trước khi đi hoàng thượng cho cô xem phát minh của mình, thì ra hoàng thượng đã sáng tạo ra chữ viết mới. Hoàng thượng còn tặng cho cô cây trầm cài, sau đó tự tay viết tên của Gian Bi. Nhưng Gian Bi vẫn muốn khi trời đổ mưa, cô sẽ quay về thời hiện đại của mình. Câu nói làm cho hoàng thượng bị tổn thương, anh bỏ cô ở lại mà rời đi. Gian Bi đau lòng nhìn theo bóng lưng của hoàng thượng. Đột nhiên một tên thích khách xuất hiện đánh cô ngất xỉu, sau đó vung kiếm đâm cho Gian Bi một nhát. Hoàng hậu trong cung biết bố mình muốn hại Gian Bi, cô cầu xin bố tha cho Gian Bi con đường sống, vì cô chỉ có mỗi cô ấy là bạn. Tể tướng tuy do dự nhưng vẫn đồng ý. Lúc này tên thích khách rắc thuốc nổ khắp phòng, sau đó dùng lửa để thiêu rụi toàn bộ chứng cứ. Gian Bi tỉnh lại đưa tay lên nắm lấy cây châm cài. Đến khi hoàng thượng phát hiện ra thì cả thư phòng đã chìm trong biển lửa. Mọi người ra sức dập tắt đám cháy. Hoàng thượng mạo hiểm xông vào cứu Gian Bi. Anh chỉ muốn giữ cô ấy bên cạnh mình, nhưng toàn khiến cô gặp nguy hiểm. Hôm sau đám cháy đã được dập tắt, hoàng thượng quyết tìm ra hung thủ cho bằng được, giải quyết toàn bộ những người có liên quan. Trong lúc thủ phạm đang chối cãi không chịu thừa nhận thì Gian Bi đứng la làm chứng. Hóa ra nhát kiếm đó chỉ đâm trúng sách của cô ấy, giờ thì hắn ta không thể chối cãi được nữa. Gian Bi mang bài báo của tương lai đưa cho hoàng thượng, đây chính là bài viết ca ngợi chữ viết của người. Hoàng thượng không tin vào mắt mình nữa. Không ngờ người tương lai lại dùng chữ viết của mình, rất nhanh đã đến ngày chia tay. Gian Bi đến chào mọi người rồi lên đường, hoàng thượng phi ngựa đến tiễn cô. Hai người lần nữa cưỡi ngựa ra bờ biển, đột nhiên bầu trời đổ mưa rất to. Gian Bi vừa chạm chân xuống nước, hoàng thượng liền nhấc bổng cô lên. Họ chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, nhưng khi hoàng thượng vừa thả tay ra, Gian Bi ngay lập tức xuyên không về hiện đại, để hoàng thượng đứng một mình bên bãi biển. Gian Bi ngòi lên từ vũng nước, vẫn đúng ngày thi tốt nghiệp hôm đó, cô quyết định không trốn chạy nữa, chạy một mạch đến phòng thi. May mà thầy giám thị vẫn cho cô vào lớp, cô vừa cầm đề thi môn lịch sử lên, không ngờ câu hỏi là những gì cô vừa trải qua. Gian Bi tràn đầy tự tin làm bài, chả mấy chốc cô đã hoàn thành bài thi. Sau đó cô về nhà ôm chầm lấy mẹ, như thể rất lâu rồi cô không được gặp mẹ. Về sau Gian Bi trở thành tác giả truyện tranh, cô vẽ lại mối tình của mình với hoàng thượng. Một ngày trên đường đến nơi làm việc, bầu trời đổ mưa mà cô lại quên mang ô.
đột nhiên một chàng trai đến che ô cho cô. Chàng trai nói hình như đã gặp cô rồi, thì ra hai người gặp nhau lần đầu trên xe buýt. Hôm đó, Zanbi để quên ô trên xe, anh định trả ô cho cô nhưng không kịp. Lẽ nào hai người đã có hẹn ước từ trước? Bộ phim đến đây là kết thúc.